Em làm gì đã có người yêu? Em còn đang lo ế đây này. Câu nói huyền thoại của nữ diễn viên Hà Hương tức Nguyệt Thảo Mai trong phim Phía trước là bầu trời thu hút hàng triệu lượt xem trên các mạng xã hội. Ở video trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu tiểu sử của diễn viên Hà Hương tức chị Nguyệt Thảo Mai. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về người đàn ông quyền lực kín tiếng đằng sau nữ diễn viên Hà Hương. Vậy thì chồng diễn viên Hà Hương, Nguyệt Thảo Mai là ai? Diễn viên Hà Hương sinh năm 1982 tại Hải Dương. Cô xuất thân là một nghệ sĩ múa ba lê. Năm 2001, cô gây chú ý khi đảm nhận vai Nguyệt Thảo Mai trong bộ phim truyền hình Đình Đám, Phía trước là bầu trời. Đảm nhận vai diễn, cô nàng thủ đoạn và bất chấp mọi cơ hội để tiến thân. Diễn viên Hà Hương thường gặp nhiều áp lực trong cuộc sống bởi không ít người có ác cảm với hình tượng của Nguyệt Thảo Mai trên màn ảnh. Sau khi lập gia đình vào năm 2008, Hà Hương rút khỏi showbiz và tập trung cho vun vén chăm sóc gia đình. Hiện tại, cô Nguyệt Thảo Mai có cuộc sống viên mãn bên cạnh chồng cùng hai con đáng yêu. Nguyệt Thảo Mai, tức nữ diễn viên Hà Hương và chồng quen nhau trong một lần đi học tennis cùng bạn. Từ những buổi học chung, anh phải lòng chị bởi vẻ ngoài xinh đẹp nền nã. Trong khi đó, chị ấn tượng với chàng trai không có ngoại hình bắt mắt, nhưng tử tế, hài hước và nhiệt tình. Nửa năm sau, cả hai hẹn hò. Đến năm 2008, cả hai nên duyên vợ chồng bằng đám cưới đơn giản, ấm cúng với sự tham gia của người thân và bạn bè. Đến hiện tại, họ có một tổ ấm hạnh phúc với hai con đủ nết và tẻ. Mới đây, cô Nguyệt Thảo Mai lại gây chú ý khi chia sẻ những bức ảnh cưới tình tứ bên ông xã Vương Tinh Thắng cách đây 13 năm. Đi kèm với loạt ảnh này, nữ diễn viên phim Cổng Mặt Trời viết kèm bài thơ ngọt ngào gửi đến người đàn ông quyền lực và kín tiếng này. Gửi tình trong gió tháng 3, gửi hoa xưa trắng áo dài cô dâu, gửi thêm chút nhớ sẻ nâu, gửi tay đan ngón cùng nhau lối về, gửi yêu thương, gửi hẹn thề 23/3/2008 ngày về chung đôi. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ gửi lời chúc phúc đến vợ chồng diễn viên Hà Hương. Thông tin về chồng của Nguyệt Thảo Mai ngày sau đó cũng được dân mạng tìm kiếm. Được biết chồng của diễn viên Hà Hương như đã nói ở trên, tên là Vương Vĩnh Thắng. Khi cô đi học đánh tennis và được thầy giáo hướng dẫn nhiệt tình từ những buổi học chung, anh phải lòng chị bởi vẻ ngoài xinh đẹp và nền nã. Trong khi đó, chị ấn tượng với chàng trai không có ngoại hình bắt mắt nhưng lại tử tế, hài hước và nhiệt tình. Và nửa năm sau thì cả hai chính thức hẹn hò. Bên nhau chưa lâu, họ phải xa nhau do Vương Vinh Thắng phải vào thành phố Hồ Chí Minh để làm việc. Khi đó, cả hai còn nghèo, không đủ điều kiện liên lạc, điện thoại thường xuyên. Mỗi ngày Hà Hương viết nhật ký kể về những việc xảy ra, gửi gắm nỗi nhớ người yêu trong đó. Khi có bạn bè, người quen vào thành phố Hồ Chí Minh, chị gửi cho anh tựa những bức thư tay. Khi đó, chị là nghệ sĩ ở nhà hát. Khi diễn có tiền, chị tích cóp để mua vé máy bay vào thăm anh. Vương Vinh Thắng cũng chăm chỉ làm việc, tham gia các hoạt động của cơ quan để có cơ hội ra chi nhánh Hà Nội gặp người yêu. Chúng tôi luôn tin tưởng và nghĩ cho nhau. Là một diễn viên múa, làm việc trong môi trường có nhiều cám dỗ, nhưng tôi luôn giữ gìn và chờ đợi anh về. Sau hơn một năm yêu, Hà Hương khi đó đã 27 tuổi, nghĩ đến chuyện kết hôn. Chị nói với anh: thầy yêu Hương thì thầy phải làm đám cưới, không thì chia tay cho nó đỡ đau. Anh đáp: thầy yêu chân thành và muốn tiến đến hôn nhân chứ không phải chơi bời. Vinh Thắng sau đó thưa chuyện cha mẹ hai bên, xin phép và cho chị sang nhà anh ở. Nhà chị khi đó ở Lê Văn Lương, Hà Nội, xa và heo hút, trong khi nhà anh ở phố cổ, tiện cho di chuyển và đi làm. Nhờ vậy chị cũng hiểu hơn về cuộc sống gia đình chồng, có sự chuẩn bị cho tương lai. Vào tháng 3 năm 2008, anh về Hà Nội. Cả hai nên duyên vợ chồng bằng đám cưới đơn giản, ấm cúng với sự tham gia của người thân và bạn bè. Dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng ông xã vẫn luôn ủng hộ người bạn đời theo đuổi công việc diễn xuất và tham gia các hoạt động giải trí. Nữ diễn viên từng chia sẻ, nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày cưới. 12 năm nay tuy không dài, nhưng cũng là 144 tháng, 576 tuần, 4.032 ngày,
là 96.768 giờ, là hai đứa con đang tuổi lớn, tuổi khám phá, là những khóc, những cười, những khổ đau, hạnh phúc, là những thử thách vượt qua, là những cố gắng để có cái nắm tay lúc tuổi già, là bao nhiêu bão giông thời tuổi trẻ. Tôi đã nghe đâu đó câu nói này và luôn chiêm nghiệm, đón đợi, thưởng thức hương vị mặn ngọt và chua cay, đắng chát của cuộc sống. Tôi cũng đọc đâu đó những công thức dành cho bánh tình yêu. Kết hôn không lâu, vợ chồng chị đón con trai đầu lòng. Sau sinh, cơ thể không còn được như thời con gái, chị bỏ nghề múa, chuyển sang làm nhân viên ngân hàng để ổn định cuộc sống. Năm 2012, chị sinh đứa con gái thứ hai. Lúc này gia đình cũng liên tục gặp biến cố. Bố chị bị ung thư, bà nội chồng bị ốm, công việc kinh doanh riêng của gia đình rơi vào tình trạng phá sản. Cả hai động viên nhau cố gắng. Hà Hương xin nghỉ việc để có thời gian chăm sóc gia đình, tạo điều kiện cho chồng phát triển sự nghiệp riêng. Sau đó, chị mở cửa hàng kinh doanh để có thêm thu nhập và tự chủ thời gian. Hoạt động trong ngành ngân hàng, anh giúp chị trong việc thuê mượn địa điểm, hoạch định tài chính, biết vợ vất vả. Sau giờ làm, anh hỗ trợ việc nhà, chăm sóc con để chị được nghỉ ngơi. Thi thoảng, anh tranh thủ ban đêm khi các con say giấc, anh đưa chị đi xem phim để hâm nóng tình cảm. Là vợ chồng, đôi lúc không tránh khỏi tranh cãi. Vốn là người hoạt ngôn, nhưng khi vợ nóng giận, anh im lặng, nhường nhịn. Đến khi chị bình tĩnh, anh mới nêu ý kiến, phân tích để chị hiểu. Nhờ vậy, cả hai ít cãi vã và giận hơn. Chị chia sẻ, tôi thuộc típ phụ nữ của gia đình nên không coi những việc mình làm là hy sinh mà là lựa chọn phù hợp ở mỗi thời điểm. Tôi không sợ thiếu thốn kinh tế, chỉ sợ lúc khó khăn chúng tôi buông tay nhau. Qua những biến cố, vợ chồng tôi thấu hiểu và hạnh phúc hơn. Nữ diễn viên cho biết, chị không quan niệm có đủ con trai con gái là điểm 10, vì mỗi đứa trẻ là một hạt mầm hạnh phúc, là kết tinh tình yêu của hai vợ chồng. Còn nếu đích đến là vì điểm 10 mà phụ nữ cứ phải cố gắng sinh thật nhiều con thì sẽ không còn hạnh phúc. Khi người phụ nữ cố phải có nếp tẻ rồi sinh con khi sức khỏe không cho phép thì vô hình dung lại làm chất lượng cuộc sống đi xuống. Đứa trẻ sinh ra khi mẹ ốm yếu nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Ngoài ra còn vấn đề nuôi dạy nữa. Vậy nên theo quan điểm của tôi, điểm 10 chỉ có khi bố mẹ và con cái được hạnh phúc, khỏe mạnh và yêu thương nhau. Diễn viên Hà Hương cũng cho biết chị mong muốn con lớn lên trở thành một người tử tế và có ích cho xã hội. Muốn làm được những điều như vậy thì chị và chồng luôn và đã phải dành cả thời gian, tiền bạc để đầu tư cho các con. Với Hà Hương, chị không quá quan trọng chuyện nhà cao, cửa rộng hay xe sang, mà chị muốn dùng vật chất cho con mình. Hai đứa con chính là tài sản quý giá nhất của vợ chồng chị. Để con lớn lên trở thành người tử tế, có ích cho xã hội, ngoài việc đầu tư tiền bạc, chị còn theo sát các hoạt động của cuộc đời cùng con. Cả nhà luôn dành thời gian cho nhau mỗi tối, chị và chồng sẽ giải quyết các khúc mắc của con để các bé tin tưởng, sẵn sàng trao đổi. Thêm vào đó, chính bản thân vợ chồng chị cũng luôn dành tình cảm cho nhau để các con cảm nhận rõ được sự hạnh phúc từ bố mẹ. Chồng chăm sóc tôi cũng tốt như chăm sóc với con gái thì tương lai cháu cũng hiểu giá trị tình yêu thương từ bạn đời. Để từ đó con ý thức hơn giá trị của mình và lựa chọn một người đàn ông phù hợp. Hay khi chồng yêu thương tôi thì cũng là tấm gương cho con trai tôi về sau sẽ ứng xử tốt với vợ của bạn ấy. Theo chị, con gái chính là tấm gương phản chiếu ứng xử của cha mẹ. Vì vậy, muốn con cái trở thành người tử tế, trưởng thành và có ích cho xã hội, thì cha mẹ phải làm điều đó trước. Hà Hương luôn cố gắng từng ngày ứng xử hài hòa trong gia đình hai bên nội ngoại. Ngoài ra, chị và chồng cũng tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, làm việc thiện. Đó cũng là cách Hà Hương dạy cho con hiệu quả và tốt hơn. Năm 2018, bộ phim Phía trước là bầu trời, tác phẩm truyền hình đưa diễn viên Hà Hương tham gia 17 năm trước gây sốt trở lại trong vai Nguyệt. Chị được khán giả chú ý, đắt sâu từ sự kiện, lời mời đóng phim. Lúc này tình hình gia đình ổn định, Vương Vinh Thắng động viên vợ làm điều mình thích.
Thời gian Hà Hương đóng vai phim hài Học Đường, mỹ nhân thần sách ở thành phố Hồ Chí Minh, anh thay chị chăm sóc, đưa đón con mỗi ngày. Những lần chị đi dự sự kiện đêm, cuối tuần anh dành thời gian đưa đón. Hà Hương cũng được chồng ủng hộ khi thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Hồi tháng 2, chị cùng các tình nguyện viên giải cứu hơn 40 tấn nông sản cho bà con nông dân ở Hải Dương. Thương vợ vất vả, nhưng biết chị thích, anh vẫn ủng hộ. Hết giờ làm, anh chạy đến điểm bán giúp vợ đóng đồ, bán rồi dọn hàng. Trước đó, cả hai cùng các con làm mũ chắn giọt bắn để gửi tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch. 13 năm rồi, có rất nhiều chuyện xảy ra. Các con đã lớn, nhưng cảm xúc và những nhận định ban đầu về anh trong tôi chưa bao giờ thay đổi. Tôi hạnh phúc và trân quý những gì đang có. Diễn viên Hà Hương là gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí phía Bắc. Chị từng là nghệ sĩ múa và gây ấn tượng đặc biệt với vai Nguyệt Thảo Mai. Nguyệt Thảo Mai cũng được xem là một nhân vật nổi bật nhất trong ba nhân vật chính của bộ phim. Với tính cách ranh ma, thủ đoạn và bất chấp mọi cơ hội để tiến thân, ngoài ánh mắt nhìn sắc lẹm cộng với giọng nói lúc thì ngọt ngào, lúc thì chanh chua, đanh đá, đã khiến cho nhân vật Nguyệt ngay từ khi lên sóng đã để lại những ấn tượng tiêu cực cho khán giả xem phim. Đây đồng thời là cũng là nhân vật bị ghét nhất trong Phía Trước Là Bầu Trời. Nhiều khán giả cho rằng trên đời sao lại có một người có thể trẻ tuổi mà lại sắc và ghê gớm, thủ đoạn như thế. Hà Hương cũng từng bị từ chối bán hàng, chỉ tay vào mặt khi đi ngoài đường vì khán giả nhận ra cô chính là Nguyệt Thảo Mai. Sau vai diễn này, diễn viên Hà Hương rời xa màn ảnh, chỉ tập trung cho sự nghiệp và kết hôn. Hà Hương chăm chút cho gia đình và ít quan tâm đến nghệ thuật. Những năm gần đây, Hà Hương quay trở lại và gây ấn tượng với khán giả bởi nhan sắc vẫn trẻ trung như xưa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Video của mình tới đây thôi. Hy vọng đã mang lại cho các bạn những thông tin bổ ích. Hãy bình luận ý kiến riêng của mình ở phần comment ở phía dưới nhé. Và đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng và luôn luôn giữ gìn sức khỏe. Xin cảm ơn.